à, tôi nói là bỡ nát cái tập tích. Rồi rồi, bay lên thôi, bay lên. Mày xem nha, nhìn kỹ này, nhìn trượt tuyết mày như thế này. Ôi, trượt tuyết giờ nhìn chơi gì nó vào viện đấy. Và tiếp theo, chúng ta lại có mặt tại một cửa hiệu cắt tóc. Ông thấy kiểu nào đây? Kiểu dần dặn trưởng thành tí, cho nó ngầu ngầu để em đi tặng gái. Rồi, một chàng trai nhìn có khuôn mặt nhìn trông rất là Việt Nam. Anh định cắt một kiểu tóc già dặn để đi tán gái các bạn ạ. Anh cùng xem. Theo tôi thì thứ nhất là bạn nên vuốt tóc dựng đứng lên đấy để nó sẽ hợp lý hơn. Rồi anh này anh cắt kiểu gì đây? Rồi vâng, hai đường tăng đơ, ba đường, ba bốn đường. Rồi tôi làm giúp quậy rồi. Ồ, vẫn chưa biết gì, đang nhìn điện thoại à, đang nhìn điện thoại à. Rồi hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi. Trả tóc cho em. Trả tóc cho nó đi kìa. Chúng ta cùng đến với vấn đề của một thanh niên có sở thích là múa cột. À nhầm, múa cái gì hả? Mày là thua à? Ông nào cho mày quẩy đi. Nói mình sung như bà này. Quỳ. Sung bà thôi, sao thế? Rồi cưa cây. Rồi cưa cây phá tường, phá cả nhà. Thật tuyệt vời. Cô gái, vâng. Như vậy là cơn sóng đi qua mà cô đã mất tích. Tiếp theo chúng ta cùng đến với sự nguy hiểm của một thanh niên. Anh trượt dốc, và anh cùng xem. Tốc độ đã lên đến 60 km/h. Vâng, và anh đã sắp mặt rồi. Rồi, kết tất yếu thôi. Với người thích thể hiện. Cùng đến với một ông già. Vâng. Rồi cái nhu cầu tắm giặt là khá là cao đấy. Mà xem nha. Lột bỏ rồi. Rồi tự tin. Đúng rồi. Yeah. Nhắm đi. Anh nào cũng là anh trải nghiệm xong rồi anh khác anh này đúng không? Anh bấm đấy bay đi mất chết. Đúng rồi, ấn bấm cả tóc à. Xem đây này. Rồi đi đi cắt tóc, dạy cả thợ cắt tóc. Đấy, này cắt nha này, đấy. Nhá. Bấm luôn chỗ này đi. Bấm đi. Vậy nhá. Rồi, đúng chỗ đấy. Đây. Mày chỉ cái đấy nhá. Ờ bấm đi. Anh bật cái turbo lên. Rồi, như vậy là một thanh niên. Anh vào tiệm cắt tóc và hướng dẫn cho thợ cắt tóc cái cách để cắt từng quả tóc đẹp, thấy chưa? Mà hôm nay cậu chàng cắt như vậy đúng không? Rồi không bằng rồi. Không, đã chỉnh rồi. Không phải lo đấy chứ. Chú nó còn chả nói gì, làm sao thợ phải lo nhỉ? Đấy, kéo bấm cho nó. Anh tìm với mày là nó sẽ vòm. Nha, nhìn này. Đấy, lý nhá. Quá bình thường luôn. Tóc đẹp chưa? Nhưng em vuốt về như thế này mà. Đây phải chỉnh em vuốt thẳng như thế này luôn. Nào, anh biết rồi. Chỉnh phải chọn. Anh biết rồi, nào. Nào, từ từ. Mày để yên nhá. Ta phải chỉnh cho nó cân. Dạ. Như vậy là thanh niên. Sự nguy hiểm của anh thật sự là bá đạo đấy. Vâng, đừng ngủ tình biệt làm cái video theo. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh ủng hộ nhá. Xin cảm ơn và xin gặp lại. Video lên sóng hàng tuần, mỗi ngày trong tuần. Chị, chị đừng cười. Châu lại là.
许多年以后，我还和现在一样，被现在的生活所绑架，日复一日，做着毫无意义的工作。我知道，很多人和我一样，所以我们要活着像个孩子。这你别笑。你别笑，讨厌了，最后转眼掉眼睛掉了，我讨厌。媳妇儿，我够不着了，你过来帮我一下吧。这个完犊子，这都够不着，让你知道个高的好处。牛逼！我老要跟着。师妹，不灵。啥的？姐，你开门吧啊！那我在家不也没事？咱俩是不是要跟他干什么呀？哎呦我的妈呀，你瞅把你笨的，看我的。
Ha ha!